Thị trường hồi phục cuối phiên khá tốt và các cái nhóm ngành nó cũng có những cái sự lan tỏa, có những cái sự hồi phục ở cuối phiên. Thì liệu rằng cái kịch bản của VN-Index của chúng ta ở trong phiên ngày mai cũng như là các phiên sắp tới, và cái kế hoạch, cái hành động của anh chị chúng ta nên làm gì, và những cái cổ phiếu nào anh chị có thể quan tâm để có thể đánh cho một cái nhịp T cộng, kiếm những cành đào Tết. Đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích ở trong video anh chị nhé. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video phân tích thị trường sau phiên giao dịch ngày 30 tháng 1 cùng với Eman. Anh chị đang xem livestream, đang xem video thì mọi người đừng quên ủng hộ cho Eman những cái lượt like cũng như là những quả tim màu tím ở bên ở dưới phần bình luận anh chị nhé, để ủng hộ tinh thần cho Eman cũng như là tăng cái tương tác cho video giúp Eman anh chị nhé. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một chút về tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nhé, đi nhanh thôi. Ok, thì VN-Index chúng ta kết phiên thì tăng 3,96 điểm, đóng cửa mức là 1.179,65 điểm. Chúng ta có 266 mã tăng và 174 mã giảm. VN30 cũng giữ được cái sắc, xanh. Tuy nhiên thì tăng ít hơn VN-Index. Đó, cho nên nó cho thấy một điều là ngày hôm nay thì những cái cổ phiếu midcap nó cũng có sự hồi phục khá tốt anh chị nhé. Các cổ phiếu tác động mạnh ngày hôm nay chúng ta có BCM, có VR, HD Bank, MWG, OCB, Vinhome, VGC, Masan, FLT, vân vân, rất là nhiều cổ phiếu tích cực ngày hôm nay ở khá nhiều nhóm ngành đúng không? Bán lẻ này, rồi bất động sản khu nghiệp này cũng rất tích cực. Đấy, rồi nhóm điện đúng không ạ? Rồi cái chiều ngược lại thì chúng ta có BID, có Vietcombank, có SAP, CTG và một vài cổ phiếu khác. Thì trong nhóm ngân hàng thì vẫn là những cổ phiếu mà chạy khá mạnh ở trong giai đoạn vừa rồi, thì nó đang trong quá trình tích lũy lại và tạo những cái nền mới anh chị nhé. Thì đấy cũng là những cái điều mà hoàn toàn bình thường thôi đúng không? Những cổ phiếu chạy mạnh thì nó sẽ cần phải có một cái nền mới trước khi mà muốn chạy tiếp đúng không, hoặc là phải có những cái phiên rũ bỏ trước khi mà muốn chạy tiếp được, thay máu dòng tiền đó anh chị nhé. Thanh khoản của chúng ta ngày hôm nay thì khá thấp nhé, vẫn tiếp tục giao dịch ở mức khoảng tầm 16.000 tỷ. Hôm nay thì đạt được quanh 15.600 tỷ, khối lượng giao dịch đạt được 727.907.000 cổ phiếu. Đó, đấy là cái thanh khoản ngày hôm nay thì vẫn ở mức khá thấp thôi. Tuy nhiên thì cái thanh khoản giai đoạn này thì chúng ta không thể đòi hỏi một cái thanh khoản lớn được, thì điều này cũng hoàn toàn bình thường thôi anh chị nhé. Giao dịch của khối ngoại thì kết phiên ngày hôm nay thì khối ngoại vẫn mua dòng 51 tỷ. Đó. Ở trong phiên giao dịch thì hầu như là bán ròng, nhưng mà đến cuối phiên thì khối ngoại vẫn mua ròng, thì đây cũng là một cái tín hiệu mà nó mang đến những cái sự tích cực cho chúng ta. Đó, chiều bán hôm nay bán VRE khá nhiều, VRE và KDC, hai cổ phiếu này đã bán ròng đâu đó khoảng tầm 250 tỷ rồi. Đó. Ok anh chị nhá, thì đấy là cái tổng quan phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhìn chung là chúng ta có một cái phiên giao dịch khá tích cực, đặc biệt về cuối phiên. Đó anh chị nhá. Thì để xem là VN-Index chúng ta tích cực như nào, kịch bản của VN-Index cũng như là cái kế hoạch, cái hành động dành cho anh chị, thì chúng ta sẽ cùng đi qua phần thứ hai, phần nhận định thị trường anh chị nhé. Đây thì anh chị thấy là hôm nay VN-Index chúng ta hồi phục, có một cây nến hồi phục khá tốt đúng không? Cái kịch bản sáng nay thì ở trong cái phần nhận định thị trường thì em cũng có vẽ cho anh chị rồi. Cơ bản đoạn này thì chúng ta không có quá nhiều điều để nhận định đúng không? Không có quá nhiều điều để mà nhận định, để mà phân tích với nhau. Sáng nay thì em chỉ nói đơn giản với anh chị thôi. Thị trường thì vẫn vận động ở một biên khá hẹp, hỗ trợ hiện tại là 1174 và 1167 là những hỗ trợ mạnh của thị trường ở thời điểm hiện tại, và đây vẫn là cái thời điểm mua cổ phiếu khá an toàn. Nhưng mà để tăng ngay thì khả năng nó sẽ thấp, bởi vì là tâm lý cận Tết và dòng tiền yếu, nên chúng ta sẽ cố gắng kiên nhẫn và chờ đợi thêm một chút đúng không? Đoạn này thì chấp nhận giữ việc là an toàn, biến động hẹp, thì ngược lại là chúng ta chưa thể kỳ vọng nó tăng nhanh tăng mạnh được, nó chưa gọi là cái khả năng mà vào sóng thì nó hơi thấp đó anh chị nhé. Thì các cổ phiếu đang nắm giữ thì ở trong room của em thì vẫn nắm nguyên như vậy thôi, cũng chưa có mua bán gì thêm, bởi vì là như anh chị cũng biết thì ở trong room của em thì cái cổ phiếu em cũng cầm khá là nhiều rồi đúng không? Bây giờ thì cũng còn một ít ở trong nhóm chứng khoán. Canh những nhịp rung lắc thì mua lại 1/2 đã bán thôi, còn lại thì hầu hết các nhóm ngành thì vẫn đang khá nhiều, vẫn đang cầm nhiều và gần như là đủ hàng hết rồi đúng không? Đó, hôm nay thì có FRT khá tốt, FRT hôm nay lên
có thời điểm lên 115 đúng không? Gần chạm target 120 của em rồi. 115 là coi như là gần x2 đấy anh chị nhá, gần x2 rồi. Đó, thì trước mắt chúng ta sẽ hướng tới vùng 120. Đó, trước mắt là như vậy. Còn lên đến đấy chúng ta sẽ cân nhắc cái việc rời target hoặc là chốt lời thì tính sau anh chị nhé. Đó, còn lại thì hầu như những cái cổ phiếu khác thì vẫn đang khá ổn thôi. Hôm nay hầu hết đều hồi phục khá tốt anh chị nhé. Hoa Sen cũng tương tự, Hoa Sen thì phiên ngày hôm qua bị bán khá mạnh. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng hồi phục trở lại. Đó, vẫn đang hồi phục trở lại thì khá tốt thôi. Không có vấn đề gì hết anh chị nhé. Hoa Sen, Hòa Phát, vân vân. Đấy, rồi các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán như HCM hôm nay cũng hồi phục này, ABC cũng có sự hồi phục trở lại. Đó, rồi TCH hôm nay cũng bật tăng khá tốt, CI, DPG, VCI vân vân. Thì em nghĩ là những cổ phiếu này thì nó vẫn đang giữ được cái trạng thái tương đối tốt. Đó, thì có những cổ phiếu chúng ta đang lãi khá nhiều, 20%, 10% hoặc là một vài phần trăm, hoặc cũng có những cổ phiếu chúng ta đang âm khoảng tầm 1-2% gì đấy. Nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn đang vận động khá tốt, đúng không? Cho nên là ở trong cái room room chung dài hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ thôi và chờ đợi những cái nhịp mà để chúng ta mua gia tăng hoặc là mua cover lại cái lượng ta đã bán thôi anh chị nhá. Đó thì room đấy thì cũng không có gì để nói quá nhiều đúng không? Còn ở trong room T cộng thì ngày hôm nay em có mua ba lệnh. Đó, ba lệnh nhưng mà thực ra thì nó chỉ gọi là hai lệnh thôi. Bởi vì là Nam Kim và Hoa Sen thì nó cùng một nhóm ngành thì em cũng có nói mọi người là anh chị chọn một trong hai mã thôi đúng không? Đó thì ngày mai mua Nam Kim quanh 24.3, 24.5. Đó thì nó về được 24.5 thì nhìn chung những cái điểm mua khá tốt. Hoa Sen cũng tương tự, có những thời điểm nó về quanh quanh vùng 22.5. Đó thì em nghĩ đấy vẫn là những điểm mua khá là ok cho anh chị. Một cái nhịp T cộng thì đến hiện tại thì chúng ta thấy Nam Kim thì nó cũng đang hồi phục khá tốt rồi, đúng không? Hồi phục lên được quanh vùng 25, đúng không? Đây cũng có thể là coi là một cái phiên mà test hỗ trợ khá tốt anh chị nhé. Test hỗ trợ tương đối tốt. Hoa Sen tương đối cũng tương tự, đúng không? Hoa Sen thì có thể coi đây là một cái phiên test cung khá là ok, khá là ổn này, vượt nền này, quay lại test này, sau đó thì đang hồi phục trở lại và vẫn vượt được cái vùng đỉnh cũ ở trong giai đoạn vừa rồi. Đó thì em nghĩ là với Hoa Sen khá là ok thôi. Hai cổ phiếu này thì khá là ok thôi. Đó anh chị nhá. Thì nhìn chung cả trong room T cộng và trong room chung dài hạn của em thì đều có cổ phiếu thép. Đó, ngoài ra hôm nay có một VPG nữa. Đó, mua VPG thì chưa nhìn là giá kết phiên là bao nhiêu. 19 thì nhìn chung là cũng đang ổn thôi anh chị nhá, đang ổn. Đó. Khá là tốt anh chị nhá. Thì nhìn chung là những cái cổ phiếu em nghĩ đánh T cộng ngày hôm nay khá là an toàn. Ngày hôm nay khá là an toàn, kể cả ngày mai chúng ta cũng sẽ có những cổ phiếu để chúng ta đánh những cái nhịp T cộng. Đó thì anh chị nào mà muốn vào trong room T cộng hoặc là vào trong room khách hàng của em An nhé thì mọi người nhớ liên hệ với em An nhé. Anh chị có thể tham gia bằng hai hình thức, đúng không? Một là chúng ta sẽ mở tài khoản ở VPS với ID của em An và có phát sinh giao dịch, hoặc là nếu như anh chị có tài khoản rồi thì anh chị có thể là chuyển ID về ID của em An Q341. Đó thì với cái hình thức là mở tài khoản hoặc là chuyển ID thì em sẽ add mọi người vào tất cả các hệ sinh thái của em An. Đó, những cái hệ sinh thái là room đi lệnh, room hỗ trợ này, và cũng như là room đi lệnh, room hỗ trợ của câu lạc bộ ITP thì anh chị sẽ đều được quyền lợi nằm trong các room đấy hết. Đó anh chị nhé. Còn một cái cách khác để anh chị có thể tham gia vào thì anh chị có thể là tham gia với hình thức đóng phí, đúng không? Có thể đóng phí để tham gia cũng tất cả các hệ sinh thái của em An, ngon những room đi lệnh, những room hỗ trợ của em An. Đó thì anh chị cũng có thể đóng phí để tham gia. Đó, hoặc là nếu anh chị mà chỉ muốn tham gia room T cộng thôi thì anh chị cũng có thể tham gia, thì anh chị cứ liên hệ với em An anh chị nhé. Với room T cộng thì hiện tại em vẫn đang đang công khai cho mọi người thôi, đúng không? Bởi vì room này em mới lập. Đó, room này mới lập bởi vì cái giai đoạn hiện tại mới là cái giai đoạn mà chúng ta có nhiều lệnh để đánh T cộng, còn giai đoạn trước thì không có, cho nên em cũng chưa giới thiệu với mọi người. Đó thì anh chị mà nếu như mà muốn tham gia room T cộng ấy, thì hiện tại đang có một cái chương trình khuyến mại dành cho anh chị từ giờ đến trước Tết âm anh chị nhé, để chào với Tết Giáp Thìn. Thì chỉ với 1 triệu thôi thì anh chị sẽ được nằm trong room T cộng của em An, nằm trong room tín hiệu của em An, tín hiệu T cộng trọn đời đó anh chị nhé, chỉ với 1 triệu thôi. Và đây là cái chương trình, em nghĩ là đây là cái chương trình khuyến mãi chắc là sẽ là duy nhất và rẻ nhất, và chúng ta chỉ áp dụng từ giờ đến trước Tết âm thôi anh chị nhé. Còn sau Tết âm thì nó sẽ quay trở lại với mức giá bình thường. Đó, sau Tết âm thì nó sẽ quay trở lại với mức giá bình thường. Là nếu anh chị muốn tham gia vào room T cộng thì chúng ta sẽ áp dụng mức giá là 500 nghìn một tháng. Đó anh chị nhé. Cho nên là nếu như anh chị mà muốn tham gia thì anh chị hãy liên hệ với em An thật sớm nhé. Ta còn đâu đó khoảng 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 hơn chục ngày nữa thôi, đúng không? Thì với một cái mức giá nghĩ là rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp cho anh chị, đúng không? Còn lại thì sau này ra ngoài Tết âm thì chúng ta sẽ áp dụng với cái mức giá bình thường.
Đó anh chị nhé. Rồi, ok thì chúng ta quay lại với thị trường anh chị nhé. Đó, chúng ta quay lại với VN-Index này. Thì như buổi sáng ta có đề cập với nhau 1174 cộng trừ đúng không? Thì nó cũng ngày hôm nay nó chỉ quanh quanh vùng 1174 thôi. Sau đấy thì là hồi phục. Đó anh chị thấy gọi, mọi người nhìn thấy cái hỗ trợ 1174 nó rất là uy tín đúng không? Em đã nói mọi người rồi, một cái giao găm rất là phẳng ở đây thì nó rất là khó để có thể phá vỡ được. Thì nó chỉ loanh quanh 1174 và bắt đầu nó hồi phục. Đúng không? Thì cái kịch bản anh nghĩ là chúng ta đưa ra nó cũng tương đối là sát. Đó. Thì cái target của chúng ta bây giờ thứ nhất sẽ là cái đỉnh cũ anh chị nhá. Đó. Thứ nhất sẽ là đỉnh cũ là quanh vùng 1186. Đây, đỉnh cũ đây. Đấy. Và nếu khỏe hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới vùng 1205. Đó, đây là một cái target em nghĩ là hoàn toàn có thể hướng tới được anh chị nhá, hoàn toàn có thể tới được. Đó, 1205. Đó thì đấy là cái kịch bản của VN-Index anh chị nhá. Thì với cái kịch bản như vậy thì rõ ràng rồi, anh chị nào mà đánh trung dài hạn chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ cho em. Nó chưa có tín hiệu gãy nền, chưa có tín hiệu nguy hiểm thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ, đúng không? Và chúng ta còn kỳ vọng cho những cái sóng lớn ở trong những giai đoạn tới cơ. Đó, còn với những anh chị mà chưa có hàng thì ví dụ như phiên ngày hôm nay là những thời điểm để anh chị mua gom này hoặc mua T cộng đều rất đẹp, đúng không? Cái này em đã phân tích với mọi người rất là kỹ ở trong cái buổi livestream cũng như trong các video trước rồi. Đó. Thì em nghĩ là nếu anh chị nào chưa có hàng thì mọi người cứ mạnh dạn tham gia nhé. Vẫn có những cổ phiếu có điểm mua gom cho anh chị. Đấy, cũng như là có những cổ phiếu có điểm mua T cộng cho anh chị để chúng ta kiếm những cành đào Tết, đúng không? Thậm chí ngày hôm nay nếu anh chị chưa mua. Đó, thậm chí ngày hôm nay nếu anh chị chưa mua thì ngày mai vẫn sẽ có những cổ phiếu có điểm mua cho anh chị. Đó thì em cũng đã đang nhắm đến những cổ phiếu ít nhất là có những cái cổ phiếu mua T cộng cho anh chị ở trong ngày mai rồi. Đó thì anh chị nào mà muốn tham gia thì mọi người hãy nhớ về với đủ của em An thật sớm anh chị nhé, liên hệ với em An thật sớm, chúng ta chỉ cần inbox cho em An và em sẽ add mọi người vào room luôn, kể cả tối tối ngày hôm nay đúng không, thì chúng ta sẽ add vào để chúng ta chuẩn bị những cái lệnh mua cho ngày mai. Có khá nhiều cái cổ phiếu, nhiều cái nhóm ngành mà chúng ta thấy nó đang có những sự tích cực ở trong ngắn hạn đúng không, có thể ít nhất là một cái nhịp kéo lên vài phần trăm em nghĩ là hoàn toàn có thể, như là những cái nhóm ở trong bất động sản khu nghiệp đúng không, ngày hôm nay thì thấy là IDC nhà tăng rất tốt. Đó, rồi VR hôm nay cũng tăng được khá tốt này đúng không, DTD này đó cũng tăng rất tốt này, VGC này đó cũng tăng cực kỳ tốt, rồi KBC đó, anh chị nhé, hầu như hôm nay đều hồi phục khá tốt, thì chúng ta có thể chọn lựa những cổ phiếu trong này để có những cái điểm mua T cộng đó anh chị nhé, để có điểm mua T cộng tương đối đẹp đó. Thì anh chị nào mà chưa biết mua cổ phiếu nào thì anh chị có thể về với đội của em anh chị nhé, ngày mai sẽ có khá nhiều cổ phiếu cả trong nhóm khu nghiệp cả trong những cổ phiếu khác nữa đó, thì đều sẽ có những cái điểm mua T cộng cho anh chị khá là đẹp đúng không. Ok thì em nghĩ là chắc cái video ngày hôm nay thì chắc chỉ đến đây thôi, nó cũng không hiện tại chúng ta thấy là cũng không có quá nhiều cái vấn đề để chúng ta gọi là phân tích bàn với nhau chuyên sâu hơn, bởi vì là thị trường đang vận động ở trong một cái biên nó khá là hẹp đúng không, cổ phiếu thì đang đi tích lũy trong nền. Đó, cũng chưa có nhiều cái yếu tố nó đột biến để chúng ta phân tích với nhau, nhưng mà có cái là trong ngắn hạn thì chúng ta đang có một số cái nhóm ngành nó có những cái tín hiệu bật ở trong T cộng, thì đấy là những cái anh chị lưu ý thôi. Đó, vì sao mà em có để cái thumbnail là cổ phiếu đánh T cộng kiếm canh đào Tết đúng không, thì anh chị chú ý đến những cái cổ phiếu đấy thôi. Còn gom hàng thì em nghĩ là kể cả những phiên vừa rồi kể hoặc là những phiên tới thì nó sẽ vẫn có điểm mua gom cho anh chị thôi đó anh chị nhé. Thì chỉ muốn nhắc gọi là lưu ý với anh chị là chúng ta cố gắng là kiên nhẫn ở trong giai đoạn này đúng không? Ngoài những cổ phiếu đánh T cộng, một cái phần tỷ trọng chúng ta của một cái phần tỷ trọng vốn chúng ta đánh T cộng thì chúng ta phải có những cái phần tỷ trọng để chúng ta đánh trung dài hạn đúng không? Chúng ta phải nhìn đến những con sóng lớn hơn. Nhưng mà để nhìn được và nắm bắt được thì chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn anh chị nhé. Giai đoạn này là một cái giai đoạn cần sự kiên nhẫn của anh chị. Đó. Thì chắc là em An sẽ xin phép kết thúc video ở đây anh chị nhé. Anh chị mà muốn tham gia vào những room tư vấn những room hỗ trợ của em An thì anh chị hãy liên hệ với em An thật sớm anh chị nhé, để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau cùng nhau kiếm tiền ở trên thị trường chứng khoán anh chị nhé. Rồi ok thì em sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các cái buổi livestream cũng như trong các cái video tiếp theo anh chị nhé. Bye bye cả nhà.